Thời điểm này, người dân trồng cam quất cảnh ở huyện Văn Sang đang tập trung chăm sóc, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo các nhà vườn, thì đây là thời điểm quan trọng có tính chất quyết định cho hình dáng, mẫu mã của các loại cây cảnh. Với các loại cây cảnh trồng trên chậu, các nhà vườn bắt đầu giữa bỏ dần phần che đậy để quả tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời can thiệp bằng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc để quả chín lên màu đều đẹp vào dịp Tết. Với quất cảnh các nhà vườn tiến hành cắt tỉa tỉa những cành gầm cành vượt gò uốn tạo tán tạo thế cho cây tỉa bỏ hoa quả non và tập trung chăm sóc bón phân can thiệp nhằm cho cây bật lọc hoa vào thời điểm gần tết qua đó tạo ra sản phẩm cây có đủ 4 vị là quả chín quả non hoa và cành lộc đến thời điểm này cơ bản các diện tích cây cảnh đều sinh trưởng phát triển tốt được biết trung bình một sào cây cảnh thu lãi từ 60 đến 100 triệu đồng. Văn Giang có trên 800 hecta chuyên canh các loại cây này, tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Tân Tiến.